Bé mèo nhà mình thì lúc mà bé được hơn 5 tháng một tí là anh nhà mình đã tập cho bé ăn dặm trái cây ra cả nhà. Đầu tiên là gia đình mình cho bé ăn bơ, đó là chuối, rồi đu đủ, xoài, rồi nho, bơm. Thì bé thì thích ăn bơ với lại chuối nhất cả nhà, còn đu đủ với xoài thì có vẻ không thích lắm. 6 tháng trôi qua nhanh ghê luôn cả nhà, giờ mình đến nhà thờ rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô tham dự thánh lễ, mời cả nhà cùng xem ngày chủ nhật của gia đình của mình hôm nay nha. Đây là nhà thờ gần nhà của mình là cả nhà, nhìn nó giống nhà thờ con gà ở Đà Lạt ghê, tại mình thấy ở trên nó có hình con gà. Em bé này á là thức khuya nè cả nhà, cho nên là sáng cái mặt buồn ngủ gây ngủ đó, một bé vô nhà thờ là ngủ cho thấy luôn. Thời tiết hôm nay không có tốt cả nhà, tại vì mưa và nó lạnh lắm cả nhà, tại vì gió mạnh á, mặc dù là mười mấy độ nhưng mà khá là lạnh. Bây giờ gia đình của mình đi vào nhà thờ để tham dự thánh lễ thôi. Thì mình mời cả nhà cùng tham dự thánh lễ ngày hôm nay với gia đình của mình nha. Thánh lễ xong rồi cả nhà, thì bây giờ cũng đã đến trưa rồi, 12 giờ trưa cả nhà. Ở bên đây thì thường thánh lễ họ sẽ tổ chức vào khoảng 11, 12 giờ trưa, không bằng cả nhà khác so với Việt Nam mình cả nhà ha. Ở Việt Nam mình thì thường là sáng sớm hoặc là buổi chiều tối đó, thì bây giờ gia đình của mình là đang đi ăn sáng cả nhà. Ăn sáng bên đây chỉ có uống cà phê với lại ăn bánh mì đó cả nhà, chứ đâu có phở với lại hủ tiếu cho ăn đâu. Thèm phở với thèm hủ tiếu ghê luôn á. Gia đình của mình đến quán cà phê rồi là cả nhà, nhưng mà đông lắm cho nên là mình phải ngồi ở ngoài xe để đợi. Thì cái quán cà phê này cả nhà là nằm đối diện với lại nhà thờ luôn, thì mình cũng đã đi đến quán cà phê này vài lần qua cho cả nhà cùng xem. Nhanh ghê luôn cả nhà, mới ngày nào hả là còn đi sinh em bé, bây giờ là em bé được 6 tháng tuổi rồi cả nhà ơi. Thì nói chung là cũng nhờ ơn Chúa giúp đỡ cho mình thì mình mới có thể chăm sóc cho mèo con đến 6 tháng cả nhà, là gọi là thuận lợi và bình an luôn. Chứ mà một mình không thì không có kinh nghiệm gì hết, cũng không có ai ở bên cạnh thì nói chung là cũng rất là khó khăn đó cả nhà. Nhưng mà may mắn thì mọi chuyện thì cũng khá là thuận lợi trong 6 tháng đầu tiên của mèo con. Mình cũng cầu mong cho là cho mèo con được luôn được bình an khỏe mạnh. Mình nhớ là cái lúc mà mình đi sinh mèo con cả nhà cũng là ngày chủ nhật luôn. Thì hôm nay mèo con được 6 tháng tuổi cũng là ngày chủ nhật luôn cả nhà. Thì anh nhà mình có nói với mình là rất là may mắn, tại vì đi sinh em bé là ngay ngày chủ nhật đó cả nhà. Tại vì anh ấy từng làm cho bệnh viện, anh ấy nói với mình là thường là đi ngày chủ nhật thì nó sẽ vắng người hơn, nó sẽ không có phải chờ đợi lâu cả nhà. Thì hôm bữa đó mình đi vô là ngày chủ nhật là không cần phải đợi hết. Với lại tại vì mình đi cũng sớm cả nhà. Thì bây giờ 6 tháng sau thì cũng ngay ngày chủ nhật luôn, thì cũng có cơ hội để tham dự thánh lễ và tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ đã gìn giữ cho gia đình của mình, đặc biệt là mèo con được một sự bình an cả nhà. Rồi trong 6 tháng qua thì em bé cũng nói chung là không có vấn đề gì hết. Tại vì nói chung là mình thì mình sinh em bé thì nó cũng đúng ngày đúng tháng cả nhà. 40 tuần, đúng 40 tuần thì em bé mới chui ra, cho nên là mình nghĩ là như vậy thì cũng là một phần lý do mà em bé được khỏe mạnh. Mà nói chung mèo con này nó ngoan lắm cả nhà ơi, từ ngay trong bụng của mình luôn rồi là nó không có quậy, không có phá gì mình hết. Mình có nhớ cái lần mà gọi là
mình qua bên đây cả nhà, tại vì giấy tờ á phải đợi cả nhà, rồi xong rồi cái lúc đó là cái sở cục di trú nó chuyển giữa sếp lại AMA nữa. Mình đi đến khám bệnh viện á thì họ không có siêu âm được cho mình nữa, tại vì cái hồ sơ của mình là từ Việt Nam đem qua, mà hồi đó mình đi ở Việt Nam mình đã đi khám với phòng khám nhỏ cho nên nó không có tiếng Anh đó cả nhà, nên là đâm ra qua bên đây thì người ta không có làm được cho mình. Mình nhớ là mình đi qua bên đây là tuần thứ 25, 26 gì đó, mà mình đợi đến tuần 20, 38 luôn cả nhà, là mình không có siêu âm luôn, thì mình rất là sợ luôn. Thì lúc mình nói với nhà mình là chết rồi, mà gọi điện đặt lịch đó thì không có lịch trống luôn cả nhà. Không biết cái năm ngoái là cái năm mèo vàng hay gì mà không có cái lịch trống cho mẹ con mình luôn. Bác sĩ bắt đợi đợi như là lúc đó là gọi thì kêu là ngày hai mấy tháng 9 lúc đó xin luôn rồi, còn gì nữa đâu mà đợi. Cho nên là mình rất là lo luôn, tại mình đọc trên mạng thì có nhiều người nói với mình là có nhiều em bé bị thiếu ối cả nhà, giống như là bị thiếu nước ối nữa, cho nên thật sự lúc đó mình cảm thấy rất là lo lắng. Xong cái cũng cầu nguyện cái ngày hôm đó, mình nhớ là cái tuần 38, 39 mình có làm video, mình đi đến bệnh viện cả nhà để mình kiểm tra. Lúc đó họ chỉ có nghe cho mình là cái nhịp tim của em bé thôi. Thì lúc đó mình đang ngồi nè, cô bác sĩ y tá gì đó thì mới kiểm tra nhịp tim cho con mèo con. Thì lúc đó cả nhà là không nghe được nhịp tim nữa luôn. Cô ấy kiểm tra cho mình hai lần không nghe, xong ấy kêu mình nằm lên trên giường á, kiểm tra thêm hai lần nữa cũng không nghe nhịp tim luôn cả nhà. Lúc đó là kiểu cô ấy cũng quýnh rồi, cô ấy nói chết là sao không có nghe thấy nhịp tim gì hết. Cái cô ấy mới làm cho mình cái giấy, gọi là giấy giống như là giấy chuyển viện khẩn cấp ở cả nhà, thì mới đưa mình lên cái bệnh viện Lisbon đó. Thì cái bệnh viện đó là tình cờ anh nhà mình anh biết được. Nói chung là may mắn vậy cả nhà. Xong lên tới bệnh viện thì kiểm tra thì em bé bình thường, cả nhà thấy nó khôn không? Nó biết là kiểu như mình cũng lo lắng á, là nó bác sĩ khám kiểm tra nó 4 lần luôn mà nó không lên, không động đậy, không lên tiếng, nó không động đậy, không nghe nhịp tim luôn cả nhà. Là cái cô y tá đó, cô ấy quá là quản, cô ấy mới làm cái giấy gọi là khẩn cấp luôn, kêu mình đi lên Lisbon ngay bây giờ luôn. Thì vừa vô là đưa cái tờ giấy đó là mình đưa thẳng vô phòng, giống như phòng cấp cứu cả nhà. Là kiểm tra cuối cùng là bình thường, nó bình thường, khỏe mạnh bình thường. Cả nhà thấy nó ghê không cả nhà? Đó. Cũng chính là nhờ như vậy cả nhà, cho nên là khi mà mình sinh em bé là mình sinh Lisbon luôn. Tại vì cái ngày mà mình đi lên mình khám á là tuần thứ 38, 39 gì đó, thì mình đã có thông tin vào hồ sơ ở Lisbon luôn. Thì bệnh viện á mới gửi cho mình cái thông tin là kêu mình lên tái khám á cả nhà, cho nên là bắt đầu là mình sinh em bé ở trên đó luôn đó. Nói chung á cả nhà, là hành trình đi sinh của mình nó cũng rất là gian truân á cả nhà, chứ không có dễ dàng gì đâu. Nhưng mà may mắn á, là như mình cũng đã chia sẻ, là nhờ có ơn Chúa cho nên là mình đã vượt qua tất cả mọi việc. Giống như là cái lúc mà vô sinh cũng việc tưởng là sinh mổ không, mà tại vì phở ối rồi, nhưng mà đợi đến chiều luôn mà không có dấu hiệu, không có nở cả nhà, không có mở phân á, giống như chỉ có 2 phân thôi, 4 phân thôi. Nhưng mà cuối cùng thì đến giây phút cuối cùng thì cũng là sinh thường cả nhà. Cho nên là gán đọc kinh cầu nguyện cả nhà ơi. Thì hôm nay em mèo được 6 tháng, cho nên là ngồi chia sẻ lại câu chuyện đi sinh em mèo cả nhà. Tại cái lúc đó là cũng quýnh quýu hết trơn rồi, cũng không có nhớ gì để chia sẻ hết đó cả nhà. Mình cũng rất là cảm ơn cả nhà, ông bà cô chú đã luôn ủng hộ cho gia đình của mình trong thời gian qua. Thì mong là cả nhà của mình cũng sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với gia đình nhỏ của mình trong tương lai nha. Và ngày hôm nay thì sau khi mà ăn trưa, chứ bây giờ 12 giờ trưa rồi, thì chắc là gia đình của mình sẽ đi đăng ký học bơi cho mèo con cả nhà. Này cả nhà, đó, giờ mình gia đình mình đi vô thôi, đợi nãy giờ luôn, cả nhà đã nó full bàn á. Đầu khóc có chùm bồm luôn cả nhà ơi, cái nằm ngủ trên xe chứ. Thank you.